phân thân tập hồi phẩm thứ hai. Một, hóa thân cùng quyến thuộc, lúc đó phân thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trong trăm nghìn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả được, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó hiện với những chúng đã được giải thoát ra khỏi trốn nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đọc đến số nghìn muôn ức Na Do Tha đồng cảm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phần thân đó hãy đều nhờ ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trọn nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay rồi lặn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không có lúc nào là tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đã được chứng thành đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Hai, Đức Như Lai an ủi quý thác. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sát vàng, xoa lạnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác vũ trụ mà giáo hóa những chúng sanh cai cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ ta về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác, muốn độ chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó có người căn tánh sáng lẹ, nghe pháp của ta thời liền tính nhận, có người phải khuyên bảo ân cần mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ do vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng thêm lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối để làm lợi ích cho chúng sanh, để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, từ ngoại tắc, từ ngoại duyên dẫn đến hiện ra thân thanh văn, la hán, bích chi phật, vân vân, chớ chẳng phải chỉ riêng thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem, ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh tội khổ khó khai hóa như thế. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ, ta ở cung trời Đao Lợi, ân cần phó trúc đây, mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này, đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, và Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ, những hóa thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở khắp nơi trên thế giới hiện chung lại một hình rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con thần được Đức Thế Tôn tiết độ các diệu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn, con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, mỗi thế giới hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi thân hóa độ trăm ngàn muôn ức người, làm cho quy kính môi tam bảo khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Nếu có chúng sanh nào ở nơi trong Phật pháp có thể làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hộp cát, một bụi nhỏ, cho đến chừng mảy lông tóc, con cũng đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mừng Đức Như Lai trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng, cúi mừng Đức Như Lai trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng, ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Bây giờ Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha.